Dù có đến trường hay không, bạn vẫn có thể chịu rất nhiều áp lực, không chỉ từ việc học hành hay cả đóng bài tập về nhà. Nhưng từ những đứa bạn khác, áp lực làm chuyện người lớn, gian lận hoặc hút thuốc và dùng ma túy. Dĩ nhiên, bạn biết những điều đó là sai, nhưng đôi khi bạn cảm thấy đã bỏ lỡ cái gì đó nếu không làm theo bạn bè. Không chỉ mình bạn cảm thấy thế, từ trước đến giờ, người trẻ luôn phải đương đầu với áp lực bạn bè, nhưng không có nghĩa là bạn phải chịu theo. Kinh Thánh có lời khuyên rất hay, Sức Ê Dí Tô Ký chương 23 câu 2 khuyên chớ hùa đảng đông. Nói cách khác, đừng làm điều gì đó chỉ vì mọi người đều làm thế. Thay vì vậy, hãy là chính mình. Làm thế nào để có sức mạnh kháng cự áp lực bạn bè? Sau đây là 4 bước bạn có thể làm. Bước 1. Hãy đề phòng những mối nguy hiểm về đạo đức và nhận ra bất cứ hoàn cảnh nào có thể khiến bạn bị ép làm điều xấu. Nếu thấy có nguy hiểm trên đường thì đừng xông tới. Hãy tìm đường khác để tránh hiểm họa. Bước 2. Dừng lại và dành thời gian suy nghĩ. Trước khi chiều theo áp lực bạn bè, hãy nghĩ đến hậu quả. Châm ngôn chương 14 câu 15 nói, người khôn ngoan xem xét các bước mình. Vì thế, đừng chỉ nhảy vào và làm theo bạn bè. Đôi lúc thật khó vì chúng ta muốn được bạn bè chấp nhận. Nhưng đó chính là lúc dùng trí tưởng tượng. Mình sẽ cảm thấy thế nào nếu chiều theo? Hậu quả có thể là gì? Hành động của mình ảnh hưởng thế nào đến những người thân yêu? Bước 3. Vạch sẵn kế hoạch. Châm ngôn chương 24 câu 5 nói, người tri thức gia thêm năng lực. Nếu hiểu rõ tại sao mình từ chối làm một việc nào đó, tại sao điều đó là sai, thì bạn sẽ có sức mạnh để nói không. Giờ đến bước thứ 4. Hãy hành động. Bạn không cần phải giảng một bài thuyết giáo, chỉ cần nói không thật rõ ràng và tự tin. Kết quả có thể sẽ rất bất ngờ. Mỗi lần kiên quyết làm điều mình biết là đúng, bạn sẽ mạnh mẽ và càng mạnh mẽ hơn. Rồi bạn sẽ dễ kháng cự áp lực xảy đến trong tương lai. Không cần phải thô lỗ, nhưng hãy cho biết lý do bạn không muốn tham gia. Nếu cứ bị gây áp lực, hãy nhớ điều này. Chiều theo áp lực bạn bè giống như việc trở thành một con rối, cứ bị người khác giật dây. Bạn không thể trốn tránh áp lực từ bạn đồng lứa, nhưng có thể vượt qua nó. Hãy luôn đề phòng những nguy hiểm, nghĩ đến hậu quả, vạch kế hoạch và hành động. Đối mặt với áp lực bạn bè đôi khi rất đáng sợ, nhưng khi kháng cự chúng, bạn cho thấy bạn thật sự là chính mình.